Do so, tại sao ETC tăng mạnh thì các bạn nhìn thấy là trong uh, ngày hôm mấy ngày trước ấy thì ETC tăng giá rất là mạnh nhá. Đấy uh, và ETC là tài sản gốc của cái ETH uh, Ethereum Classic và uh, giá đã bật lên từ cái mức là 15 16 đô và đẩy đến mức cao nhất là tận đến là 19 đô đúng không ạ? Uh, và nó bật lên chạm cái đường gọi là đường uh, MA200 nhưng mà đây nó gặp một cái kháng cự rất là mạnh đấy và cái lý do ấy mà ETC tăng giá rất mạnh đó là do là đến từ cái thành phần gọi là short squeeze và tình cái tình trạng short squeeze này nó xảy ra khi nhiều trader đặt cược giảm giá vào tài sản đó giá tăng vọt và kết quả là hàng loạt lệnh sọt bị bán và ETC đã tăng giá Trước sự kiện là Dơ Mơ Và diễn ra tháng 9 năm 22 Và sau sự kiện Dơ Mơ đấy Thì uh, 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 ETC bắt đầu là sao? Bắt đầu là giảm giá dần Đúng không? Nếu mà về Phân tích kỹ thuật thì các bạn Về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy ở đây này Là ETC um, Cần phải vượt qua Được cái vùng 20 Để có thể là có được cái mức giá Tức là phá được cái chen giảm ấy và ETC thì thạch nghĩ rằng là cái khả năng mà nó bật tăng mạnh nữa thì cũng hơi khó đấy, đúng không? đấy vì uh, cái hiệu suất on chain của ETC đang uh, đang là gặp khó khăn khi mà ETH chuyển sang POS và khiến các thợ đào bắt đầu là phải chuyển sang là ETH uh, Ethereum Classic. chính vì vậy nên là uh, thạch đánh giá rằng là uh, các bạn nếu mà um, bây giờ đang giữ ETC thì chắc là dịch stop loss lên tầm là khoảng tầm 10 17 đô các bạn. Nếu mà nó không vượt qua được tức là nó thủng vùng 11 đô ấy, 17 đô, 17 đô 5. vùng 18 đô các bạn, bây giờ đang nằm khoảng gần 19 đô. Nếu mà thủng vùng 18 đô ấy, thì thì ETC không còn một xu hướng tăng nữa. Tuy nhiên là bây giờ sọt được chưa? Thì thấy rằng là ở trên cái sóng 4 giờ này nó chưa có một cái tín hiệu của Uh, gãy cản ấy nên là các bạn cần quan sát thêm nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ đồng coi nào thì bạn hãy comment xuống dưới nhé